Luận Tại Trí Độ, quyển 38, phẩm thứ tư, Vãng Sanh Kinh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, chư vị Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật và tu tập tương ưng như vậy, đã từ cõi nào sanh về cõi này, và từ cõi này sau khi chết sẽ sanh về đâu? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, những Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật và tu tập tương ưng như vậy rồi, có thể từ các cõi Phật khác sanh về cõi này, hoặc từ cõi trời đâu xuất sanh về cõi này, hoặc đã ở trong loài người sanh trở lại làm người ở cõi này. Này Xá Lợi Phất, vì ở cõi này mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, nên các Bồ Tát ở các cõi Phật khác sau khi mạng chung đã nguyện sanh về cõi này. Ở cõi này thường được gặp Phật, lại thường có các thâm diệu pháp hiền bày, nên Bồ Tát sanh về đây để tu học dễ được mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đâu xuất sanh về cõi này. Những Bồ Tát này chẳng hề mất sáu pháp Ba La Mật, nên dù sanh về cõi nào cũng hiện bày đầy đủ các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội, cũng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát đã ở trong loài người sau khi mạng chung sanh trở lại làm người ở cõi này, trừ các bậc bất thối chuyện mới mau tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Còn các Bồ Tát căn tánh chậm lụt chẳng có thể mau được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, và hiện tiền cũng chẳng có thể mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội. Luận: Hỏi, trong kinh nói chúng sanh là không, là bất khả đắc, lại cũng nói Phật, Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật đều chỉ có ở nơi danh tự, đều là bất khả đắc. Ngài Xá Lợi Phất đã biết rõ như vậy, sao vẫn còn hỏi làm gì? Đáp: Ở trong Phật pháp phải nên phân biệt hai đế, đó là Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế. Thế Đế nói có chúng sanh, Đệ Nhất Nghĩa Đế nói chẳng có chúng sanh, vô chúng sanh, nói chúng sanh là không, là bất khả đắc. Lại nữa, cũng nên phân biệt hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát đã biết rõ hết thảy các pháp tương ưng đều chỉ là danh tự, hữu tri danh tự tướng. Hạng Bồ Tát chưa biết rõ hết thảy các pháp tương ưng đều chỉ là danh tự, vô tri danh tự tướng. Ví như trong quân đội khi canh phòng có dùng đến các mật hiệu, chỉ những quân nhân có trách nhiệm mới được biết đến, còn những người không có trách nhiệm cũng như địch quân chẳng sao có thể biết được. Lại nữa, xét về mặt tu tập cũng phải nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát mới tu còn chấp các pháp tướng, chưa có được tha tâm trí, hạng Bồ Tát đã tu thuần thục trải qua nhiều đời nhiều kiếp chẳng còn chấp pháp tướng, lại đã có được tha tâm trí. Chỉ về hạng Bồ Tát mới tu còn chấp pháp tướng, chưa có được tha tâm trí mà Ngài Xá Lợi Phất phải hỏi Phật như đã nêu ở đoạn kinh trên đây. Đối với hạng Bồ Tát này, phải nên vì họ khai thị chúng sanh không, cho họ biết chúng sanh là không, là bất khả đắc. Trái lại, hạng Bồ Tát đã tu thuần thục rồi, đã biết danh tự tướng của các pháp, đã có được tha tâm trí rồi, thì dù vẫn sống chung với chúng sanh mà vẫn an nhiên tự tại.